chia sẻ với bà con bằng nước. Có bên kia chụp hình đi. Mình thấy chị Loan này. Rồi giờ là hãy chuẩn bị phát nước nha cả nhà. Mẫu ghê. Bắt tay với chủ tịch xã luôn à cô chú anh chị. Từ từ lấy gì ơi, thì ở đây nước mình thiếu này là lâu chưa chị? Mình có nhiều chuyến thiện nguyện nào xuống mà để hỗ trợ bà con đó. Tại vì nước kia bây giờ đang rất là khó, không có bình thường. Em đi phát thì rất là khó khăn một mình. Đẹp không? Đẹp không? Có phiếu mới phát anh ơi. Tại vì có phiếu á. Đó đâu mới được phiếu đó. Tại thiếu cho bà con mời mà lỡ mất phiếu rồi đó. Có phát phiếu đàng hoàng nha quý cô chú anh chị. Vô coi nghệ sĩ à, khỏi lấy nước luôn nè. Nghệ sĩ đâu mà, không có coi lấy nước đâu. Nghệ sĩ chồng nào mà chứ, ra nó mệt chứ, hả, xin nước sao. Vậy đó hả? Không có lo lấy nước, lo coi cho. Ủa, biết đây là nghệ sĩ nào không? Không biết với Hồng Loan á. À. Biết Hồng Loan hết trơn ha. Trời đi, rất là đông bà con ở đây nè cả nhà. Ở đây ai cũng biết hết trơn nha. Rất đông bà con luôn. Rồi giờ người dân cũng đang ra lấy nước để về nè. Đó. Ôi hàng quá trời đông bà con vây kính luôn cả nha. Có người nói là lại đây coi Hồng Loan xong giờ mày lấy nước. Có Hồng Loan ơi, có lấy nước không? Từ từ. Dạ từ từ. Đó. Quá đông rồi.
Rồi. Tới công chuyện rồi. Qua đi chị. Rồi né cho xe vô xuống trước. Con ơi. Con đang đợi. À chút xíu đi con, chút xíu đi. Con ơi, xe đó. 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 Còn nhiêu thì qua kia, tại vì xuống đây tới đây là chăm đốc, chăm đốc. Nãy nãy bỏ đủ xe mà nó đóng hàng nhiêu vậy trời? Hay vậy? Dạ, chú anh chị mình ơi, bây giờ ai có phiếu thì đưa phiếu cho con. Con phát. Còn nếu mà hết rồi thì con sẽ phát cho những cô chú anh chị nào mà không có phiếu. Chị thông báo là cô chú được chị nào cô chú chị nào có phiếu thì đưa phát nha, còn cô chú chị nào không có phiếu thì đợi xíu, đợi xíu. Còn không, nếu không còn thì xin phép đưa phát cho cô chú chị không có phiếu nha, không có phiếu thì mọi người một lóc đi cho hết luôn. Rồi rồi. À, một người giấy vậy là được hai lóc nè. Hai lóc. Nếu không có phiếu thì một lóc. Không có phiếu một lóc luôn nha. Không không có phiếu là một lóc luôn. Đó ai không phiếu người lãnh lóc nè. Còn phiếu không mấy là vô ảnh rồi. Không phiếu thì cũng có luôn nha. Bây giờ là không phiếu là một lóc có luôn. Không phiếu thì được hai lóc. Khoan nha, từ từ nha chị ơi. Ai cũng có phần. Không phiếu thì hai lóc, còn không phiếu thì một lóc nha. Không phiếu luôn nè. Vui không? Không phiếu thì mình hai lóc. Đây đây, không có phiếu nào. Này cũng căng à. Này không kiểm soát được. Có đó. Anh có cho anh lóc nè. Khoan cái phiếu có phiếu anh này không? Taxi, anh này cũng xin đó nè. Anh có thì nhà anh tự uống đi. Khác lắm rồi, quay nãy giờ khác lắm rồi. Vui lắm mọi người, vui á. Trời ơi, sức mồ hôi hết trơn ha. Anh Linh Tý mới phát hai cái là sức mồ hôi hết trơn rồi. Ê, dính rồi. Trời ơi, thấy không? Đây là cực khổ không? Lem hết trơn nha. Lem luôn hết trơn. Lem luôn hết trơn. Có nước thì hai lóc. Rồi, chia sẻ cùng với em nha. Không phiếu thì hai lóc nha, không phiếu thì mình chỉ một lóc thôi nha. Ủa có phiếu không? Này phát vẫn cười nha. Cũng có luôn nha. Có mặt là có. Trời ơi, đổ mồ hôi hột hết trơn. Đây là nào? Đó đó. Đây nè. Băng. Làm đi. Bạn thân kìa. Thân này kìa. Quay thân cái gì? Ở thăm đấy đây. Má rồng gì? Má rồng. Đây giờ bằng là đôi bạn thân. Má tuổi mệt nhưng mà vẫn phải là mát nha. Mệt nhưng cũng phải cười. Mát quá. Trời ơi mọi người chia sẻ. Hello cả nhà, bây giờ rồi mình đến nơi rồi nghe cả nhà. Thấy bà con đang chờ ở đây để mà nhận nước nè. Quá trời bà con đang chờ nhận nước đây luôn cô chú chị ơi. Cấp nữa. Quá trời đông luôn cả nhà. Quá trời đông. Thấy không?
Chị, cái này là ở đây là mình đặt trước hả chị? Dạ đúng rồi. Like và chia sẻ giúp em cả nhà ơi.